Đây là Ember. Ember thì sở hữu bộ kỹ năng liên quan đến lửa, thành ra là kỹ năng của Ember kiểu nó làm cho kẻ địch bị giảm giáp cực mạnh, theo kiểu là với những cái kẻ địch nào không bị kỹ năng Ember lột sạch giáp ấy thì cũng ít nhất cũng sẽ bị dính hiệu ứng lửa, và khi dính hiệu ứng lửa đấy nó sẽ mất 50% giáp tạm thời, thành ra rất là dễ cho người khác giết hoặc chúng ta giết. Thì ở đây tôi đã thay chiêu 1 của Ember thành chiêu Rhino Round để bút đam cho vũ khí của chính tôi và bút đam cho thêm đam lửa của chính Ember luôn, và cả team nữa. Các bạn có thể thay bằng các chiêu gì tùy các bạn, nói chung là không bắt buộc trong con Ember. Con Guardian này, có con Guardian này thì đéo giết được ai. Làm đây thì mất đéo chịu được, đây thì mất về nuôi. That's it. You opened the relic. Finish your mission and we'll take a look inside. Đây, như các bạn thấy là đam của Ember rất là tốt, nhất là những lúc kẻ địch bị hết armor. Đây, những lúc mắc vạch nhiệt liên tục như thế này này thì mọi chiêu 3 của chúng ta cắt ra đều lột sạch giáp kẻ địch luôn, lúc đấy kẻ địch rất dễ bị burn chết. Mà với vạch nhiệt cao thì chiêu 4 của chúng ta cũng sẽ được tăng thêm với vạch nhiệt cao thì chiêu 4 của chúng ta sẽ được tăng thêm đam. Đồng thời thì như đã nói, bị động của Ember ấy là với mỗi cái kẻ địch bị cháy ấy, sẽ giúp tăng thêm power strength cho Ember. Thành ra trước khi tôi cắt chiêu 4 ấy, tôi thường thường tôi hay cắt chiêu 3 trước để lột giáp kẻ địch, đồng thời khiến kẻ địch bị bắt lửa ấy, nó sẽ tăng power strength cho chiêu 4 nã xuống. Nhưng mà như đã nói, các bạn phải để ý vạch nhiệt, nếu mà các bạn giữ vạch nhiệt cho người quá lâu sẽ mất rất nhiều energy. Thành ra là thấy vạch nhiệt không kiểm soát được trong trường hợp này và không có địch để phòng cả chiêu 3 ấy, thì tôi nên bật tắt lại chiêu 2 luôn. Làm AC mất chưa? Để địch đang bị kẹt ở phía bên này. Với những cái trường hợp mà theo kiểu vạch nhiệt chúng ta chưa mắc ấy, thì các bạn chỉ cần gọi là cắt hai lần chiêu 3 để kẻ địch hết giáp thôi, nhưng mà sẽ tốn lần cắt của chúng ta hơn. Thành nếu mà vạch nhiệt đang mắc thì sẽ lợi hơn. Additional life support has arrived. Cứ cắt chiêu 3 nhưng đều ấy là kẻ địch kiểu bị sẽ bị hất, rồi chúng ta cũng sẽ được hồi máu. Commencing Kuva harvest. Đấy, vạch nhiệt lại cao, mất kiểm soát rồi đấy, lại tắt đi. Nói chung là nhớ như thế. The longer you fight, the more successful we will be. Đấy nhá, tóm lại đấy là cách chơi của Ember. Hẹn gặp lại cho các bạn trong các video tiếp sau. Bye bye.
Đấy, và cái video đấy đã nói gần hết rồi, nhưng mà về đây tóm tắt lại thì Ember có một cái bị động, đó là với mỗi kẻ địch bị cháy trong khu vực đấy đều tăng 5% bao strength cho Ember, thành ra không cần biết địch cháy do cái gì, nhưng tóm lại cứ cháy là Ember tăng strength lên, ở gần đây Ember tăng strength lên rất là hay. Skill 1 của Ember ném quả cầu lửa, và nếu mà spam liên tục ấy thì sẽ nhân đam lên, và chiêu này khá là bá với quái rác, với kiểu hồi như bay ấy, các bạn chỉ cần lẳng lẳng này chết mẹ hết bọn quái, và khi các bạn giữ như này này thì sẽ giúp cho các bạn kiểu có cái phạm vi nổ lớn hơn và đam to hơn. Cái chiêu 1 thì cái chiêu 1 này nếu mà các bạn có Omen ấy thì nó sẽ giúp các bạn búp đam lửa cho toàn bộ team mình. Thì đam lửa cũng là một loại đam tốt, nhưng mà theo cái kiểu hiệu ứng của nó chỉ ở mức theo kiểu mình cần hiệu ứng của nó hơn là cần đam của nó. Thế nên là với những cái kẻ địch nào mà theo kiểu chúng ta đa phần cần hiệu ứng lửa để làm cho nó mất 50% giáp tạm thời thôi, chứ 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 không không cần đam của nó nhiều lắm, tại vì các loại đam khác sẽ phát huy tác dụng trước khi là đam lửa này kịp dính nhiều lên. Thành ra là cái đam lửa này, búp đam lửa tôi thấy là có cũng được, không có cũng được, nó không thực sự là quá quan trọng với Ember. Nó búp cho toàn bộ quân mình nhá, kể cả bạn rồi cả Sentinel, chó mèo thứ người chơi khác, mấy con Spectre, ai tóm lại nó búp toàn bộ quân mình. Thế chiêu 2 của Ember như đã giải thích ở trong video đấy, nó có cái vạch nhiệt. Thì với cái vạch nhiệt này này thì kẻ địch level kẻ địch bị đốt ấy nó sẽ tăng đốt bởi chiêu 1 và đốt bởi chiêu 4 ấy, nó sẽ tăng vạch nhiệt này lên. Vạch nhiệt này chính là vạch giảm sát thương. Ở cạnh cái vạch nhiệt này các bạn sẽ thấy cái số phần trăm kia. Cái số phần trăm kia chính là số lượng giảm sát thương. Thì con Ember này vừa ở cái mức chỉ số cơ bản nó sẽ giảm từ 40 cho đến 85% sát thương tùy vạch nhiệt. Nhưng mà dù dù các bạn có đút thêm bao trang đi chăng nữa thì con sẽ thì con Ember này chỉ có thể giảm được tối đa 90% sát thương thôi. Thành ra là không không để vượt ngưỡng 90% được. Nhưng mà chính vì lý do đấy ấy, thì Ember nó sẽ có cái chiêu 2 là một cái chiêu bảo vệ không đồng đều. Có nghĩa là ở mức thấp nhất thì bảo vệ khoảng 40 50, ở mức cao nhất thì bảo vệ 85 90, nhưng khổ nỗi là con Ember ấy nó sẽ không bao giờ để quá tải vạch nhiệt quá lâu, vì khi bật chiêu 2 ấy, bật chiêu 2 thì nó sẽ mất ít energy thôi và sau đó không mất nữa. Nhưng nếu mà các bạn để vạch nhiệt quá lâu ấy, như giải thích trong video ấy, không phải giải thích như đoạn đầu ấy, thì nếu các bạn để vạch nhiệt quá lâu ấy nó sẽ đốt energy của Ember như điên. Thành ra đó lý do tại sao chúng ta ít khi để vạch nhiệt của Ember mắc. Và giả sử vạch nhiệt có lên cao ấy, chúng ta đã sẽ dùng chiêu 4. À quên, sẽ dùng chiêu 3 chứ. À, sẽ dùng chiêu 3 để xả bớt nhiệt đi, hoặc là đơn giản tắt đi bật lại chiêu 2. Nó khiến cho chiêu phòng thủ của Ember là một chiêu tốt, nhưng mà lại có khả năng phòng thủ không đồng đều, rút cao rút thấp. Chiêu 2 này thì có một cái augment, đó là chia sẻ nửa cái búp của chiêu 2 cho đồng đội. Có nghĩa là giả sử hiện tại các bạn nhìn cái cột bên tay phải kia, tôi đang búp 53% chẳng hạn, 53 54% giảm sát thương chẳng hạn, thì đồng đội sẽ được hưởng 27 giảm sát thương. Tóm lại là cái giảm sát thương của đồng đội hưởng khá là ok đấy. Nhưng cái vấn đề là không đồng đều. Thành ra là nhiều lúc ấy, Ember đang được giảm tận 80% giảm sát thương ạ, thì đồng đội được hưởng tận 40 giảm sát thương, khá là ngon. Nhưng mà chẳng hạn như thằng Ember nó cắt kỹ năng 3 một cái, hoặc nó tắt đi bật lại chiêu 2 một cái, xuống mức thấp nhất thì còn 40% chẳng hạn, thì đồng đội đang từ 40% giảm sát thương tụt mẹ phát đùng xuống còn 20% giảm sát thương. Và với 20% giảm sát thương thì gần như chả đóng vai trò gì cả. Thành ra chiêu 2 này là một chiêu 2 tốt, nhưng mà thực sự nó không đáng tin tưởng, tại vì bản thân con Ember này nó cứ tăng giảm vạch nhiệt nó liên tục, đồng cũng khiến cho đồng đội xung quanh cái giảm sát thương của họ cũng không đồng đều, lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống. Tóm lại là một cái chiêu tốt, nhưng mà thực sự nó không thiết yếu, không quá quan trọng, cũng giống chiêu 1 không quá quan trọng. Chiêu 3 của Ember ấy thì như đã giải thích, nó dùng để hạ vạch nhiệt đi và dùng để lột giáp kẻ địch. Với những cái kẻ địch nào bình thường thì sau hai lần cát này thì thường thường kẻ địch sẽ trắng dái giáp luôn đấy, như các bạn thấy ở đây. Hoặc là với vạch nhiệt đang đầy nhá, vạch nhiệt chiêu 2 đang đầy ấy, thì cát một phát sẽ giảm hết giáp kẻ địch luôn. Các bạn hiểu nôm na là cái vạch nhiệt chiêu 2 nó đang ở độ cao nào thì cát chiêu 3 sẽ giảm giáp ở độ cao đấy. Thành ra nếu mà để cái vạch nhiệt chiêu 2 mà đầy ự ấy thì các bạn cát chiêu 3 phát là hết giáp kẻ địch như ở đoạn đầu video đấy. Chiêu 4 của con này thì nó sẽ đưa 3 lần đam. À quên, nói tiếp đến chiêu 3 đã. Chiêu 3 có cái omen là khi cắt ra này sẽ hồi máu cho mỗi cái vòng lửa này hút vào ai sẽ hồi máu cho mình. Cái máu hồi nhiều hay hồi ít ý, là dựa theo số lượng địch và dựa theo phạm vạch nhiệt cao thì hồi nhiều, vạch nhiệt thấp thì hồi ít, và như nói rồi đấy là sau số lượng địch nữa. Thế là các bạn cứ cắt cái chiêu 3 này, chỗ nào địch đông thì sẽ được hồi nhiều máu thôi. Chiêu 4 của con Ember thì gọi chiến thạch xuống, và cái gọi chiến thạch này thì nó sẽ đưa 3 lần đam. Một lần đam đó là hút vào người kẻ địch, một lần đam khác là gây hiệu ứng cháy cho người kẻ địch, và một lần đam thứ ba là tạo một cái vòng quanh người kẻ địch. Mà khổ nỗi là cái vòng đấy sẽ không đưa đam cho chính nó. Ví dụ nhá, vòng của con này sẽ không đưa đam cho chính con này mà sẽ đốt con bên cạnh. Con bên cạnh này thì sẽ đốt con này, kiểu như vậy.
Đây, chẳng hạn như đây. Đấy, nó sẽ ăn đam thiên thạch rơi xuống, sau đó sẽ bị đam cháy do cái thiên thạch đấy. Đồng thời nó sẽ tỏa một cái vòng đia đam cho con bên cạnh, và con bên cạnh sẽ tỏa ra cái vòng đia đam cho nó. Tóm lại là bọn nó sẽ đốt lẫn nhau. Như các bạn thấy là đam lửa ở đây ấy, nó không được phát huy tác dụng vì kẻ địch còn giáp. Nhưng nếu mà các bạn theo kiểu lột giáp của nó đi ấy, thì đam lửa sẽ burn rất là ác, kiểu như vậy. Và đặc biệt đây là con Ember này, con Ember nó chưa có móc gì cả. Ông mình chiêu 4 là giết kẻ địch bằng chiêu 4 thì có tỷ lệ rơi ra energy, nói chung là khá là tốt trong trường hợp các bạn dùng để đi clear quái rác hoặc đi spam chiêu 4. Đây sẽ có 15% kẻ địch chết dưới hiệu ứng của chiêu 4 là sẽ ỉa ra energy. Thôi bây giờ đó là bộ cái tóm tắt lại kỹ năng của nó, mà trong video đã sâu hết cho các bạn lối chơi nó rồi. Thì con Ember này ấy, các bạn như đã nói, chiêu 1 này các bạn thích fill bằng cái gì cũng được, tại vì nó không quan trọng. Các bạn thích fill chiêu gì thì fill chiêu đấy. Như tôi dùng Rhino Rao để tôi búp đam cho súng và búp đam cho kỹ năng, búp cho người chơi khác. Tôi thích kiểu đa nhiệm hơn, kiểu sau đó thì con Ember này thật sự chỉ có một bảng build thôi. Tại vì để đi clear ấy, thì con Ember này nó cũng phải nhìn kẻ địch, và để nhìn kẻ địch thì nhiều Warframe khác có thể giật kẻ địch chết xuyên tường cơ, chứ không cần phải được nhìn thấy kẻ địch như con này. Thành ra là tôi sẽ không dùng con này để là bảng đi clear. Con này ấy thì cái con này thì build khá là ba lần, theo kiểu sẽ dùng Flitting với Hunter and Rely để giúp nó kiếm energy. Kẻ địch sẽ bắn con này và con này sẽ có máu energy, và khi mất máu có energy rồi thì chỉ việc dùng chiêu 3 và Omen chiêu 3 ấy để cắt phát lại hồi lại máu thôi. Tóm lại là với cái combo Healing Flame này, Hunter and Rely này với cả Flitting Upside là đảm bảo chúng ta lượng energy tiêu thụ thoải mái và có thể cắt kỹ năng rất là tự do. Miễn như đã nói, để ý cái vành nhiệt chiêu 2 đừng để nó mắc quá lâu, mắc quá bát. Các bạn chỉ cần để cái vạch nhiệt chiêu 2 nó cao ngất ngưởng trong vòng khoảng tầm 1-2 phút là hết sạch bình energy ấy. Thế thì sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng móc Action Vitality, vì móc này sẽ giúp chúng ta gây ra thêm một lần hiệu ứng lửa nữa. Chẳng hạn như là sóng lửa của chiêu 3 này tỏa ra sẽ gây khiến cho kẻ địch bị dính một lần hiệu ứng lửa, thì bây giờ đập vào người kẻ địch sẽ biến thành 2 lần. Làm như thế thì kẻ địch vẫn sẽ được thêm một lượng đam nhất định. Tóm lại là nó không quá là overpower nhưng vẫn thêm đam là tốt rồi. Free mà, free đam thì chẳng lẽ không nhận, cứ cho chúng ta free dam chúng ta nhận thôi. Đấy, thêm móc duration để chống lại cái mất duration của chiêu của Flitting đi, tại vì con này vẫn phải giữ một ít duration, tại vì để cái chiêu 4 này sau khi nữa nói, sau khi nó đia dam xong ấy thì nó sẽ tạo thành cái vòng quanh người cái địch đốt tiếp ấy. Nếu mà không có duration thì sẽ mất ngay cái đấy, gần như là mất lượng dam khá là lớn. Sau đó thì nếu mà duration thấp thì cũng không thể kết hợp các búp ở đây ngon lành được. Rồi. Đấy, nói chung bảng điêu khá là ba lần. Adaptation một chút rank, nói chung là bảng build rất là ba lần luôn, không có gì phải khó Ember cả. Về con Ember, nó thật là chỉ số gốc của nó là armor không cao, thành ra là tuy là nó có cái chiêu 2 giảm sát thương đấy, nhưng mà chiêu 2 của nó giảm sát thương lúc cao lúc thấp, và với 150 armor gốc như thế kia thì vẫn có thể bị nấc chết lắm. Thành ra là mình khuyên là nếu mà có ai có gắn xác cho Ember ấy, thì mình sự là mình khuyên cho các bạn là nhét cho nó các cái móc xác liên quan đến armor và bao chăng. Nếu là như tôi sẽ nhét cho nó khoảng tầm 3 móc armor và 2 móc bao giờ trang, hoặc là vân vân và vân mây. Đấy, cứ armor và bao giờ trang tống theo Ember thì tống. Đây, thì với cái bảng đã build rồi đây, thì đây, với lúc nãy trong kia có thể hơi hỗn loạn, các bạn không nhìn ra. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây nhá, ví dụ như bọn này. Thì với Ember chẳng hạn như tôi ấy, tôi sẽ dùng cái này búp đam lên này. Đây. Đây, giả sử nhá, giả sử đây chưa có vạch nhiệt, tôi sẽ cắt 2 lần chiêu 3 lột giáp hết bọn nó. Và tôi gọi thiên thạch xuống này, vẫn chưa hết hẳn ở đây, hết hẳn này. Các bạn chỉ thấy là nó burn rất là kinh, lửa nó đốt từ cái vòng ấy, cái vòng mà quanh người kẻ địch ấy, nó gây đam sang cho nhau tầm mười mấy nghìn. Đấy, các bạn thấy thế. Nói chung là Ember nó đia đam kiểu nó không kiểu trong trận có thể sẽ không được như thế đâu, nhưng mà theo kiểu cái lượng đam nó rất lớn. Chẳng hạn như chúng ta vẫn có thể theo kiểu cắt kỹ năng 4 trước để cho khiến kẻ địch cháy trước này. Xong thì chúng ta chờ cái vạch chiêu 2 băng vạch nhiệt lên cả. Sau đó thì chúng ta mới cắt chiêu 3 này. Lúc này đấy 20.000. Tóm lại là tùy các bạn có thể cắt 3 trước rồi dập 4, hoặc là chơi cắt 4 trước rồi dập 3. Đây, chẳng hạn như cắt 4 trước này, dập 3 này. Đấy. Cái chiêu 4 thì tôi khuyên là không, các bạn đừng spam liên tục quá, tại vì nó bị theo kiểu nó bị delay ấy. Có nghĩa là theo kiểu dạng như là giả sử bây giờ các bạn gọi thiên thạch xuống này, thì các bạn đừng gọi luôn, nhìn nhá, nếu bây giờ gọi luôn này, thấy chưa, thấy nó bắt đầu theo kiểu nó xuống được một số cái thôi, còn lại chỉ hình ảnh thôi. Thành ra sau khi các bạn sử dụng chiêu 4 xong ấy, tôi khuyên là các bạn nên chờ một lúc như thế này này, đấy, chờ một lúc rồi hãy gọi xuống tiếp kiểu vậy, chứ đừng có spam liên tục chiêu 4.
Như các bạn thấy là nó trừ energy như như rất đã, nếu mà đang kiểu để chứa hai mắc vạch nhiệt quá lâu ấy. Mới đầu nếu thích ý, các bạn cứ việc chỉ việc thả chiêu 4 trước, thả khoảng 1 2 lần chiêu 4 ấy để lấy vạch nhiệt đã. Đấy, kiểu cách cắt chiêu 4 thì để chờ một lúc cái cắt như thế. Đấy, khi vạch nhiệt bắt đầu lên lên như này rồi này thì chúng ta có thể sử dụng chiêu 3 để lột giáp kẻ địch. Và như thế chúng ta bắt đầu có vạch nhiệt ổn định rồi. Tại vì sau khi kẻ địch bị đốt chết xong thì vạch nhiệt nó vẫn tăng từ từ lên mà. Đấy, như các bạn thấy là vạch nhiệt của tôi gạt lên xuống nha. Cứ khiến cho vạch nhiệt nó lên xuống đều đều như này này thì sẽ tốt cho chúng ta này. Còn nếu mà không để tí vạch nhiệt nào thì cũng bất lợi cho chúng ta, và để vạch nhiệt cao quá thì cũng bất lợi cho chúng ta nốt. Trong trường hợp mà không có ai để đánh, không có ai để xả nhiệt ấy thì dùng chiêu 3 để xả. Còn không xả nổi nữa thì nghĩa nói tắt đi bật lại chiêu 2. Đấy. Tóm lại Ember hiện giờ chỉ có lối chơi như vậy thôi. Thế thì qua đây tóm lại là theo kiểu chúc các bạn mù mắt thế thôi. Bye bye.